Ai, xin chào. Mình xin cái gì ấy cho tự tin hơn trước được không nhỉ? À, cái phần này không có được chuẩn bị trước nên là nó hơi bị bất ngờ một chút. À, thì cái lời đầu tiên ấy, mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em có mặt buổi tiệc ngày hôm nay. Mà chiều tối ngày hôm qua mình với cả Lực và một người anh nữa trong cái chuyến hành trình xuyên Việt mới về lại đến Đà Nẵng chiều tối ngày hôm qua, cũng khá là muộn, tầm 9 giờ tối gì đấy. Rồi anh em uống bia với nhau và có nói một câu là rất là mừng vì trong suốt hành trình đi đấy không có bất cứ một cái tai nạn nào xảy ra, không xe không nổ lốp, rồi không gặp một cái trạm công an nào hết. Đến sáng ngày hôm nay ấy, khi mà mình qua một đêm ở Đà Nẵng rồi thì mình có nói được một câu là dù sao thì khi mà về Đà Nẵng cảm giác được về nhà rồi ấy. Đi ra ngoài đường thấy tự tin hơn rất là nhiều. Nên là hy vọng là ngày hôm nay ấy, cái buổi tiệc Samprin được đón chào anh em ấy, sẽ có mang lại một cảm giác giống như kiểu chúng ta là một gia đình. Chứ không phải là thiếu tự tin quá. Cái phần giới thiệu của mình ấy là mình rất muốn là chia sẻ với mọi người về cái những cái thành tựu mà những gì Samprin đã làm được hơn một năm qua. Thực ra là cái dự án nó được start up một năm rưỡi rồi, nhưng mà trong vòng một năm đầu tiên bọn mình chỉ xây dựng cái nền móng của nó thôi. Và nó mới chỉ hoạt động được khoảng 6 tháng, 8 tháng gì đó, từ tháng 6. Và đây là những con số thì thường nó khá là khô khan ấy. Nhưng mà cái mà mình cảm thấy tự hào nhất ấy, đấy là cái sự ủng hộ và giúp đỡ của anh em. Những người có mặt là trong cái hội trường ngày hôm nay ở đây thì có thể có rất nhiều anh em mà chưa có sự kết nối rồi chưa sang bán Samprin ấy, nhưng mà cá nhân mình thấy là cái trong cái mối quan hệ ấy, khi mà một cái buổi tiệc, một cái event nó thành công, đấy là nhờ sự có mặt của mọi người mà. Nên là cái sự có mặt của mọi người ngày hôm nay ở đây nó là một cái sự ủng hộ rất là lớn đối với Samprin rồi. Thì trong suốt 10 tháng rồi, đúng rồi, phải 10 tháng rồi, hơn 10 tháng rồi. Khi mà Samprin bắt đầu lăn từ tháng 7 năm ngoái thì chúng mình đã đạt được hơn 3 triệu đô giá trị đơn hàng thông qua Samprin với cái tỷ lệ chuyển đổi trung bình là 2,5%. Nhưng mà sáng nay, ngay sáng nay thôi, mình đã nhận được một cái tin nhắn của một người em mà mình cũng đã mất rất nhiều thời gian để có thể thuyết phục được em đấy rằng là Samprin đang sở hữu rất nhiều công nghệ có thể hỗ trợ anh em bán hàng sang bán. Và khi em đi sang bán thì em bảo là suốt cái quá trình mà em bán trên Shopify không nhận được một đồng tip nào từ thị trường EU cả. Hôm nay sang bán một phát thì CA rơi tầm 10-mấy% ấy và nhận được rất nhiều tip từ thị trường EU. 2,5% là cái tỷ lệ trung bình. Có được hơn 1 triệu campaign đã được tạo trên platform Samprin. Hơn 110.000 tài khoản của seller. Và đây cũng là một cái nỗ lực cố gắng rất lớn của Samprin khi mà đã kết nối được hơn 20 local fulfillment ở cả EU lẫn US. Mình nghĩ là một con số thực sự khá là lớn, bởi vì mỗi supplier ở EU và US thì đều cung cấp những cái mặt hàng, những cái sản phẩm rất là đặc thù, đủ khả năng phục vụ cho anh em ở trên thị trường. Traffic thì là có hơn 3 triệu visit rồi. Và tổng số sản phẩm của trên Samprin hiện tại bây giờ đang có hơn 200 mặt hàng và sản phẩm. Thời gian tới thì bọn mình cũng hy vọng là có thể bổ sung được thêm rất nhiều những mặt hàng sản phẩm khác. Những cái mặt hàng sản phẩm mà anh em đang rất mong muốn nó có ở trên Samprin để có thể phục vụ cho các đại sứ thương hiệu rồi rất nhiều những thị trường khác, có lẽ anh em hiểu ý mình. Tổng kết nó chỉ có cam một chút. Thực ra thì đúng chính xác là những con số thì nó khô khan. Cái giá trị lớn nhất mà mình cảm thấy nhận được từ cái giai đoạn, từ cái thời điểm đầu tiên mà làm Samprin cho đến bây giờ 10 tháng ấy, chắc chắn là đấy là những sự ủng hộ từ anh em rất là nhiều. Và có mặt trong đây ngày hôm nay ấy, chắc là mạn phép xin được giới thiệu bạn Trung. Mình phải triệu hồi bạn Trung từ Hà Nội vào trong đây, bởi vì bạn ấy là một trong những người đầu tiên mà đã có được một cái volume đấy là 10.000 item trên Samprin. Tức là người đầu tiên đạt được 10.000 item trên Samprin. Còn ở thời điểm hiện tại chắc là nhiều những người khác rồi, nhưng bạn Trung là một trong những người đầu tiên và bạn ấy đạt được cái giải 10.000 item đấy là trong cái contest của bên mình là hình như là trước tháng 12, tức là bạn ấy mất khoảng 5 tháng. Và cái giai đoạn đầu đấy là giai đoạn rất khó khăn khi mà nền tảng nó vẫn còn rất là nhiều lỗi, nhưng mà Trung đã luôn luôn kiểu đồng hành cùng với Samprin, giúp Samprin fix những cái lỗi đấy và đạt được cái volume doanh số đấy.
em tự tin đứng lên giao lưu mọi người cái tí nữa thì bởi vì chung cũng là team bia team rượu cho nên là anh em cứ tự tin lên nhá, một lát nữa thì em để chia sẻ một chút về cái ba cái dịch vụ ba chân kiểm xem. Thì ở đây hôm nay không có ai là người mới hết, tất cả anh em mình đều là những người đã ở trong lĩnh vực này rất là lâu rồi. Sampling ngày đầu thì khi mà mới làm ra thì bọn mình định hướng là nó đi theo cái hướng platform. Tuy nhiên là mình vẫn tin rằng Sampling không đi theo hướng platform truyền thống mà sẽ là một platform gọi là thế mạnh là về công nghệ. Nên nó tích hợp rất nhiều những công nghệ mới ở trên đấy mà những platform truyền thống hiện tại bây giờ người ta không có. Đây là ba cái chân kiềng mà Sampling muốn hướng đến. Cái thứ nhất là platform. Nhưng mà như vừa nãy mình nói, có rất nhiều tính năng, ví dụ như là tip này, khách hàng có thể tip này. Rồi các tính năng về up cross sell rất là mạnh trên Sampling. Cái con số tip trung bình nó ở trang sau của anh ạ? Tip trung bình thì hiện tại nó sẽ tầm khoảng 2%. 2% profit. 2% profit. 2% profit tức là profit 1.000 đô thì rơi tầm 20 đô. Mà 1.000 đô rơi tầm bao nhiêu đơn nhỉ? 50 đơn? Không, chỉ tính 30 đơn thôi. Ừ, 30 đơn thôi đúng không? Vậy là bình quân nếu anh em nào bán 300 đơn một ngày thì tiền tip nó sẽ rơi tầm 200 đô. Một con số khá, mình nghĩ là khá là ấn tượng, nhưng mà đấy là bình quân thôi. Còn rất nhiều những em khác có cái tỷ số tip rất là cao. Đấy là một trong những tính năng mà có thể là mới mà anh em sang Sampling rất là thích thú. Thế nên là cái chân kiểu đầu tiên, mặc dù là platform nhưng mình không gọi là platform truyền thống. Có nhiều những tính năng mà anh em sang khám phá sẽ hiểu được rằng là những platform truyền thống, mình không tiện nhắc tên ở đây, là những platform mà họ đã lâu đời từ ngày xưa rồi. Bây giờ họ không phát triển thêm nhiều tính năng mới ấy. Thì Sampling tự tin là có thể cạnh tranh được họ về mảng platform. Cái chân kiểu thứ hai mà Sampling muốn hướng tới đấy là về dịch vụ fulfillment. Thì đối với dịch vụ fulfillment thì hiện tại Sampling vẫn còn gọi là mới mẻ, nhưng mà xác định là nó phải là một trong ba cái chân kiềng mà Sampling hướng tới. Phải có ba chân kiềng thì nó mới bền vững. Và hy vọng rằng là tương lai sắp tới bọn mình sẽ phát triển nhiều tính năng hơn nữa cho Sampling, cho dịch vụ fulfillment trên Sampling. Cái chân kiềng cuối cùng đấy là cái marketplace trên Sampling. Nếu mà anh em nào mà bán từ những giai đoạn đầu ấy thì chắc chắn là sẽ vẫn còn nhớ cái giai đoạn hoàng kim của SunProc. Mình vào cái giai đoạn đấy nhưng mình không được tận hưởng một chút nào cái giai đoạn hoàng kim đấy. Mình không phải mạnh về design và mình cũng không mạnh về upload. Mình nhớ cái thời điểm đấy SunProc khi mà họ trả, tức là họ trả hết profit cho anh em mà những người được cao nhất lên đến 65-70% á. Có những người mình biết họ có khoảng 1 triệu design trên SunProc và mỗi tháng thu nhập của họ nó rơi vào khoảng tầm 50.000 đô. Đấy là những con số mà nó thực sự ấn tượng cái giai đoạn đấy. Nó cũng tạo lên một cái lý do mà cái mà mình xác định là phải làm theo cái marketplace đấy cho Sampling. Hiện tại marketplace của Sampling thì cũng chưa được hỗ trợ nhiều, nhưng mà mình đã có sẵn riêng một người chuyên nghiên cứu và phát triển SEO cho Sampling để tăng tỷ lệ rồi cũng như là các chỉ số index lên Google và các marketplace khác như SC này kia thứ, hỗ trợ anh em bán qua dạng free traffic, email marketing. Đấy là những cái định hướng và những cái mà Sampling quyết tâm để theo đuổi và xây dựng những cái công cụ tốt nhất để hỗ trợ anh em bán hàng trên thị trường hiện tại. Và mình nghĩ là với ba công cụ này thì chắc là có thể hỗ trợ được đầy đủ rồi. Nên chỉ hy vọng là thời gian tới Sampling có đủ thêm năng lực mà phát triển ba cái chân kiềng này một cách tốt nhất. Và để làm được cái việc đấy thì chắc chắn là cần sự ủng hộ của anh em rất là nhiều. Và cái sự ủng hộ đầu tiên ấy, mình xin một tràng pháo tay được không nhỉ? Ok. Em có cảm ơn Duy xong rồi là... Cảm ơn tiếp theo rồi. Rồi. Xin trân trọng cảm ơn anh Duy ạ. Sau tiếp theo là anh Hải đúng không? Vâng. Anh giới thiệu luôn cho. Đang ở mất nói. Một trong những cái lý do mà bọn mình có được những cái kết quả nhất định ngày hôm nay ấy, mà tự hào đứng lên đây chia sẻ mọi người thì không thể nào không kể đến những cái đóng góp của các thành viên Sampling. Và một trong những cái đóng góp rất lớn đấy là từ anh CTO, anh giám đốc công nghệ của Sampling. Ngay bây giờ đây đến với phần chia sẻ của anh ấy thì mình tin rằng là mọi người sẽ hiểu được là vì sao mình nói cái điều đấy. Bởi vì anh ấy trong cái quá trình phát triển xây dựng một cái nền móng đã rất vững chắc của Sampling rồi, nhưng mà với những cái sự bắt nhịp rất nhanh của anh ấy. Trước đây anh ấy không phải người trong lĩnh vực POD, anh không hiểu gì về POD cả. Nhưng mà anh ấy có một khả năng bắt nhịp rất là nhanh.
nên là những cái tính năng hiện tại giờ của Sabrin ấy có thể sẽ làm các bạn trầm trồ thì đều do anh ấy, từ ý tưởng của anh ấy và cách anh ấy xây dựng và vận hành team tech. Mình thậm chí mình có thể tự tin mình khẳng định là Sabrin là một trong những platform đang sở hữu cái độ tech rất là mạnh ở thị trường Việt Nam. Rồi ngay bây giờ đây mời tất cả mọi người đến với phần chia sẻ của anh Hải, CTO giám đốc công nghệ của Sabrin. Xin chào tất cả anh em nhé, thì cũng rất cảm ơn anh em thì đã tham dự cái buổi giao lưu hôm nay. Đấy thì vừa rồi Duy cũng đã tổng kết một số cái thành tựu của Sabrin trong thời gian vừa qua. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ một chút về những cái tính năng như công nghệ nổi bật của Sabrin. Thì trước khi đi vào những cái tính năng, những cái công nghệ thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái triết lý phát triển sản phẩm ở Sabrin. Thì tại Sabrin thì chúng tôi là luôn lấy khách hàng làm trung tâm. Thì mọi những cái tính năng, chức năng Sabrin phát triển thì mục tiêu cao nhất cũng là để phục vụ khách hàng và phục vụ anh em seller. Thì làm sao mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, những người mua hàng, cũng như là mang lại cái hiệu quả cao nhất khi mà bán hàng qua nền tảng Sabrin. Thì cái thứ hai là chúng tôi sẽ lấy chất lượng là mục tiêu, ít nhưng mà chất. Thì trong công việc chúng tôi luôn luôn là tập trung vào những cái công việc, những cái giải pháp mà mang lại cái hiệu quả cao nhất. Thì để chúng tôi tập trung và làm tốt nhất những cái giải pháp cũng như những cái công cụ mà tạo ra được cái giá trị lâu dài, những cái giá trị cao nhất cho khách hàng cũng như anh em seller. Và chúng tôi cũng xác định là sẽ lấy cái công nghệ làm thế mạnh và để cạnh tranh với các platform khác như là đối thủ của mình. Đấy. Thì về công nghệ thì bản chất nó cũng không tạo ra được giá trị, và chúng tôi là những người sẽ làm sao đấy để mà từ công nghệ sẽ tạo ra được công cụ mang lại những giải pháp, và từ đấy thì giúp cho khách hàng như anh em seller có thể mang lại được nhiều lợi ích hơn. Thì đấy là những cái triết lý làm việc và những triết lý mà khi mà chúng tôi phát triển cái nền tảng Sabrin. Thì tiếp theo tôi cũng xin được giới thiệu những cái tính năng nổi bật trên cái nền tảng Sabrin. Thì hiện tại Sabrin thì cũng đang có ba cái chân kiềng như Duy vừa chia sẻ đấy. Thì về mặt platform thì nó là cái nơi để mà cho phép anh em seller có thể tạo ra được những cái kênh bán hàng, những cái gian hàng bán hàng một cách hiệu quả nhất. Thì chúng tôi đã tập trung rất nhiều vào cái storefront, có nghĩa cái gian hàng, bởi vì đây chính là cái công cụ mà tạo ra cái dòng tiền cũng như là giúp khách hàng có thể có những trải nghiệm và mua hàng. Thì cái thiết kế của Sabrin thì chúng tôi tập trung vào thiết kế tối giản, làm sao đấy để mà khách hàng người ta cảm thấy là cái trải nghiệm khi mà vào mua hàng nó được thân thiện nhất. Đấy, thông tin mọi cái nó được rõ ràng, đơn giản, và người ta có thể tìm được những cái sản phẩm, những cái thiết kế mà người ta mong muốn một cách nhanh nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đấy. Thì về cái storefront thì hiện tại chúng tôi đã tối ưu rất là nhiều để làm sao load rất là nhanh, mượt. Đấy, và tất cả những cái tương tác khách hàng thì cũng đều được tối ưu một cách rất là chi tiết và tỉ mỉ để tạo ra được cái trải nghiệm và giúp cho khách hàng người ta có những tương tác và mua hàng nó một cách thực sự là đơn giản. Và về cái phần mockup sản phẩm ấy, thì đây cũng là một cái rất là quan trọng. Thì để tạo ra được cái ấn tượng cho khách hàng thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất nhiều về cái mockup, thuê những studio chuyên nghiệp để chụp ảnh sản phẩm, lựa chọn rất kỹ càng, kết hợp với những công nghệ 3D để có thể render ra những cái ảnh mockup một cách nó chân thực và nó đẹp nhất. Đấy. Thì trên Sabrin thì có một cái tính năng cũng rất là nổi bật là cái phần upsell, cross-sell. Thì hiện tại là các anh em mà bán qua Sabrin thì đều cảm thấy rất là hài lòng và rất là hứng khởi về cái tỷ lệ upsell đạt được trên Sabrin. Thì cái tỷ lệ trung bình hiện tại của upsell của platform thì nó đang vào tầm 1.6, và những anh em bán tốt ấy thì đang tầm từ 2 đến 2.2. Đấy, có nghĩa một đơn hàng sẽ thường là sẽ được 2 đến 2, 2 sản phẩm. Đấy, thì gần như là cũng là gấp đôi profit rồi. Đấy. Thì
Về phần upsell thì chúng tôi là dựa trên cái lịch sử mua hàng của khách hàng, cái tương tác của khách hàng với hệ thống, và dựa trên cái cấu hình của anh em seller thì để làm sao là đưa ra những sản phẩm mà nó có khả năng phù hợp nhất và khả năng mang lại cái sale cao nhất, thì từ đấy là tăng được cái tỷ lệ khách hàng người ta mua nhiều sản phẩm lên, thì tăng profit cho anh em. Thì trên Sampin thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái chế độ promotion rất là linh hoạt và rất là mạnh. Thì anh em có thể tạo ra những cái chương trình khuyến mãi giảm giá, như kiểu là bây giờ mua hai sản phẩm thì giảm bao nhiêu tiền đấy, 5%, 10%, mua càng nhiều thì giảm càng nhiều. Đấy, rồi là các cái chương trình free ship cho khách, rồi mua một tặng một. Thì tất cả những cái chương trình về promotion thì đều, hiện tại là đều có thể cài đặt ở trên Sampin. Đấy, và ngoài ra có một cái chương trình promotion rất là đặc biệt là cái bundle discount, nghĩa là mua theo nhóm. Đấy. Cái promotion bundle discount này thì nó rất là hiệu quả và được anh em sử dụng rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc mà tạo cái bundle discount này thì thứ nhất là khách hàng sẽ thúc đẩy khách hàng người ta mua nhiều hơn, và hai nữa là cái bundle discount ở trên Sampin ấy nó linh hoạt ở chỗ là anh em chỉ cần tạo một lần thôi, nghĩa là tạo một cái room bundle discount thì nó hệ thống sẽ tự động apply cho toàn bộ những cái sản phẩm, những campaign trong tài khoản của anh em. Đấy, thì anh em chỉ định hướng là gì? À, là tôi muốn băng với những cái sản phẩm ABC này, ví dụ muốn băng với t-shirt hay muốn băng với một cái canvas. Đấy, hoặc là để cho hệ thống tự chọn. Đấy, thì anh em chỉ định hướng là băng cùng collection hay băng cùng cam. Thì sau đó thì hệ thống sẽ dựa vào lịch sử mua hàng của khách hàng và tìm ra những sản phẩm mà phù hợp nhất để băng cùng. Những thiết kế nó phù hợp nhất với cái sản phẩm hiện tại mà khách hàng người ta đang xem thì để băng cùng. Đấy, thì từ đấy là thúc đẩy khách hàng người ta mua nhiều hơn và mua thêm. Đấy, thì đây là một trong những cái promotion rất là hiệu quả trên Sen. Đấy, thì bên cạnh là những cái promotion khác như là free ship hay là mua nhiều item thì có thể là giảm giá thêm cho khách. Đấy, thì những cái này nó thúc đẩy là khách người ta mua thêm và mua nhiều hơn. Đấy, thì dẫn đến là cái tỷ lệ upsell của Sen là rất là tối ưu. Thì bên cạnh đấy thì Sen hiện tại cũng đang có một cái hệ thống product review rất là hiệu quả. Đấy, thì cái hệ thống product review này thì nó hoạt động một cách tự động, và khi mà khách hàng sau khi mà họ đặt sản phẩm xong ấy, thì ngay khi mà khách hàng nhận được sản phẩm thì Sampin sẽ gửi một cái mail cảm ơn và xin cái feedback từ khách hàng. Đấy, thì xin review của khách. Đấy, thì cái thời điểm đấy là khách người ta vừa nhận sản phẩm, và khi mà người ta nhận được cái thư cảm ơn mà xin review thì khách hàng người ta cũng sẽ rất là sẵn lòng để mà cho review. Đấy, thì hệ thống review nó hoạt động cách tự động, và cái thông tin review nó sẽ rất là đầy đủ, bao gồm là thông tin khách hàng, quốc gia mà khách quốc gia khách người ta đặt hàng. Đấy, rồi là thông tin sản phẩm, rồi là size, màu, rồi cả là avatar khách hàng chúng tôi đã thu thập một cách tự động. Thì khi mà nhìn vào cái review khách thì là các khách hàng khác người ta có thể là cảm nhận được cái sự tin cậy, cũng như là cái phản hồi từ tích cực từ những khách hàng khác, thì giúp cho họ là có thể là ra quyết định mua hàng một cách nó nhanh chóng hơn. Thì hiện tại thì Storefront của Sampin ấy, thì bên cạnh những cái tính năng về tối ưu về conversion, thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ là có các cái tính năng về listing sản phẩm, search và filter cũng rất là thông minh và rất là tiện cho khách. Đấy, thì đây mọi người có thể thấy là khách hàng vào thì có thể là filter theo danh mục sản phẩm. Đấy, hoặc là theo từng sản phẩm, ví dụ khách hàng muốn mua hoodie thì có thể bấm hoodie thì hệ thống sẽ listing toàn bộ hoodie ra, và khách hàng có thể là chọn, ví dụ họ thích màu xanh. Đấy, thì hệ thống sẽ listing toàn bộ những cái campaign mà có hoodie màu xanh. Đấy, và khách hàng có thể search một cách rất là đơn giản. Tất cả những tính năng này thì cũng được chúng tôi là tối ưu rất là kỹ, thì để làm sao mang lại được cái trải nghiệm mà cũng như là đưa ra được cái thông tin gọi là phù hợp nhất với cái mong muốn của khách. Đấy, và một cách nhanh chóng nhất. Đấy, thì cái này nó cũng giúp để mà tăng cái tỷ lệ chốt đơn, tỷ lệ bán hàng lên. Bởi vì nhiều khi khách người ta vào mà người ta tìm mà không được cái sản phẩm mà như ý thì họ có thể là sẽ thoát ngay lập tức.
họ sẽ không dành nhiều thời gian ở trên trên site của mình. Thì một cái tính năng cũng rất hay trên Sempin là cái tính năng về cá nhân hóa, về custom text và custom image. Hiện tại thì trên Sempin thì các cái cam về custom text, custom image thì cũng đang chạy rất hiệu quả. Đấy. Thì khi khách hàng vào thì họ có thể là cá nhân hóa cái thông tin của khách như là về tên. Ở đây anh em có thể là thấy là khách hàng vào có thể customize rồi cá nhân hóa những cái thiết kế theo cái hướng là họ nhập những cái thông tin cá nhân vào, ví dụ tên con hoặc tên của ba mẹ hoặc là tên của cái đội bóng mình thích nào đấy, thì cái đấy là nó sẽ tùy theo từng campaign. Và những cái tính năng liên quan đến custom text hay custom image thì chúng tôi cũng đã tối ưu rất nhiều. Ví dụ có những tính năng rất thú vị như là bây giờ khách hàng khi người ta nhập tên vào đấy, thì đây thì hệ thống sẽ tự động là đổi cái thiết kế theo cái tên của khách đấy. Nhiều khi cái thiết kế là phù hợp với cái tên của khách đấy. Thì cái này là chúng tôi đã triển khai để mà hỗ trợ rất là tốt và rất là tối ưu cho cái phần custom text. Thì những anh em nào mà quan tâm đến cái tính năng custom text, custom image thì cũng thể liên hệ với đội support của Sempin thì để có tìm hiểu kỹ hơn, để có thể là tận dụng những tính năng nâng cao ở trên Sempin. Thì có một tính năng nữa cũng rất là hay thì cũng mới được release trên Sempin là cái tính năng về cấu hình giá và test giá. Đấy, thì đây cũng là một cái tính năng mới và gần như cũng là một cái tính năng độc quyền trên Sempin. Thì hiện tại thì cũng chưa có bên platform nào có tính năng này. Thì mọi người hình dung là bây giờ khi mà anh em mà có một cái tài khoản có cả nghìn cam hoặc là chục nghìn cam, mà bây giờ mỗi lần mà anh em muốn mà gọi là thay đổi giá thôi thì để chạy ad thì là sẽ rất là mất công, đúng không? Và gần như không khả thi. Bây giờ làm sao phải có thể thay đổi giá cho cả nghìn cam được? Đấy, thì trên Sempin thì chúng tôi đưa ra một tính năng là cho phép là xét giá tập trung. Đấy, thì khi mà anh em mà cần thay đổi giá thì chỉ vào đây thôi là xét lại giá sản phẩm, thì là cái giá sản phẩm sẽ apply cho toàn bộ campaign trên cái tài khoản của anh em luôn. Đấy, thì cái này nó giúp cho anh em là có thể điều chỉnh giá cách rất là nhanh chóng và linh hoạt. Thì trong quá trình chạy thì nhiều khi là có thể là anh em muốn tăng giảm để mà test cái xem là mức giá nào là mức giá phù hợp nhất, thì anh em có thể cập nhật mức giá tập trung tại một chỗ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi hiện tại là cũng đã ra mắt cái tính năng là cho phép test giá. Thì cái cơ chế test giá này cũng là dựa trên cái cơ chế là A/B test thôi. Đấy, thì có nghĩa là chúng tôi sẽ cho phép là anh em có thể test là tăng giá, giảm giá bao nhiêu phần trăm đấy, hoặc là tăng bao nhiêu đô. Đấy, ví dụ ở đây là tôi đang xét mức giá gốc là 20 đô và tăng, ví dụ là tăng 7% là cộng thêm 2 đô. Đấy, thì lúc này hệ thống sẽ tự động A/B test cho anh em, có nghĩa là sẽ hiển thị mức giá gốc đến một lượt số hàng, mà cái mức giá test đến một lượt số hàng, và sau đó hệ thống sẽ theo dõi để xem là cái mức giá nào thì mang lại nhiều đơn hơn, mức giá nào mang lại nhiều profit hơn. Đấy, thì từ đấy anh em có thể ra quyết định xem là đâu là một cái mức giá phù hợp. Thì đây tôi sẽ có thể demo một cái tài khoản demo thì để anh em hình dung rõ hơn về cái tính năng test giá này. Đấy, thì đây là một cái tài khoản demo của tôi, thì cái mức giá gốc là ví dụ tôi đang set 27 này. Đấy, thì mình chạy test là tăng 10% là sẽ là tăng thêm tầm 3 đô. Thì cái mức tăng bao nhiêu đô thì sẽ được hệ thống làm tròn để cho cái mức giá nó đẹp. Đấy, nó không bị lẻ giá, thì khách hàng người ta sẽ cảm thấy là nó thân thiện hơn và người ta cũng dễ quyết định mua hơn. Đấy. Thì sau khi mà chạy test ấy, thì hệ thống sẽ có một cái test report cho anh em theo dõi. Đấy, thì ví dụ ở đây anh em thể nhìn thấy là đây mức giá gốc này, mức giá 27 đô này. Đấy, thì bán được 12 sản phẩm, đấy, chiếm 54%. Đấy. Và tổng profit của cái mức giá gốc là 140 đô, là chiếm 38%. Cái giá test là 30 đô thì bán được ít hơn là 10 sản phẩm, là có 46% thôi. Nhưng mà cái tổng profit thì lại cao rất là nhiều, là 222 đô, là chiếm 62%. Đấy. Thì sau khi mà chạy test thì anh em nhìn report, anh em biết ngay được là đâu là mức giá tối ưu để mà mình chạy. Đấy. Thì đây là một cái tính năng rất là hay và để cho anh em có thể tối ưu được cái giá bán cũng như tối ưu cái profit khi mà mình chạy cam.
Thì cái tính năng tip thì lúc nãy Duy cũng đã đề cập rồi, thì hiện nay đây là một tính năng rất là thú vị ở trên nền tảng Semprin, thì cũng là giúp cho anh em có thể gia tăng cái profit thì thông qua cái sự hào phóng của khách. Đấy, thì cũng rất nhiều khách là khi người ta mua thì người ta cũng rất là hào phóng là tip cho seller. Đấy, thì cái này hiện tại là Semprin thì cũng đang hỗ trợ là cho anh em nhận 100% cái tiền tip của khách. Đấy. Ok, đấy thì đấy là những cái tính năng nổi bật nhất ở trên SEM. Thì sau một thời gian là triển khai thì cũng đã nhận được rất nhiều cái phản hồi, những feedback từ anh em seller. Thì hiện tại thì có My là cũng đang làm việc trực tiếp với anh em seller, thì cũng thể chia sẻ một số cái phản hồi từ anh em. Dạ, xin chào mọi người, em là My. Thì trong quá trình mà support seller, thì rất là nhiều anh em đã tương tác trực tiếp với mình. Nhiều anh em cũng rất là ngại xuất hiện trên cộng đồng, họ cũng không có thích show ra cái kết quả của họ chạy, nhưng mà họ cũng không có giấu được cái niềm cảm xúc khi mà họ có cái sale đầu tiên, hoặc là những cái đợt scale cam mà nó win. Và cái đầu tiên họ nhắc với mình luôn luôn là xe rất là cao, riết là mình thành cái thương hiệu luôn. Mỗi lần mình sale sẽ hỏi mình thấy mặt của xe là gì thì mình sẽ nói là xe cao. Và UIUX của xe nó tạo cho cái việc chuyển đổi rất là nhanh, chưa kể xe còn có những cái promotion và upsell rất là tuyệt vời. Khi mà set up đủ những, tại vì khi mà seller vô liên hệ với SEM thì tụi mình sẽ hỗ trợ những cái điểm chính get line đồ dòng để mà seller có thể set up một cái store tối ưu CA luôn. Nên do đó khi họ test những cái cam đầu tiên nó win thì đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà họ show ra được là CA chẳng hạn như ở đây là show là CA tới 10%, thì tất nhiên đây là chỉ là cam đầu tiên test thôi, chứ CA trung bình của store mà 10% là bá lắm luôn á mọi người. Từ là CA tầm 2.5-3% là perfect rồi. Thì như cái tính năng mới mình xin bổ sung luôn là mới lên cách đây 2-3 bữa thôi, đó là SMS abandoned. Trước đây là hầu hết mọi người đều biết là email abandoned. Thì ở SEM, cái platform của SEM đã tích hợp sẵn email abandoned rồi, nó automatic trong hệ thống luôn. Tuy nhiên anh team tech mới public mới lên trên cái tính năng này và mình được nhận review cực kỳ tích cực luôn. Từ các anh em test thử 100 SMS mức top up credit tối thiểu là khoảng 2 đồng, tương ứng một ly cà phê Highland sang Trung. Thì các anh em mới test tầm cỡ 23 SMS thôi là đã win được một order rồi. Thì tính ra trung bình 100 SMS thì khoảng 3 hoặc 4 order, thì cái ROI cực kỳ cao, mọi người có thể tự làm phép tính. Thì so với cái giá trị mình bỏ ra 2 đô để mình top up và mình đổi lại 100 SMS để nhắc khách hàng hoàn tất việc checkout đó, thì thực sự cái này mình thấy cái tính năng này max profit và tối ưu hiệu quả cho mọi người luôn. Mọi người có thể coi một cái hình bên mình thử screenshot trên hệ thống của một seller trung bình một ngày so với email, so sánh giữa email và SMS. Thì email thì chỉ có 3 order thôi, 3 order và sale thì cũng chỉ có 3 sale thôi. Còn SMS thì có 6 order và 11 sale, thì có nghĩa là upsell cũng rất là khủng cho cái SMS này luôn rồi đó. Đây là một số chia sẻ của mình trong quá trình mình support seller, nó mang cái tính thực tế, mình muốn truyền thông tin này, lan tỏa tích cực này cho mọi người để mọi người tự cảm nhận. Và mọi người có thể liên hệ trực tiếp với đội support của SEM để mà test thử bất cứ lúc nào. Em xin hết, cảm ơn anh. Thì thực sự là trong quá trình phát triển thì cũng rất là vui khi mà được nhận những phản hồi tích cực từ anh em seller, thì cũng là một cái nguồn động viên rất lớn cho đội ngũ tech của SEM. Thì bên cạnh những tính năng nổi bật ấy, thì trên SEM cũng rất nhiều tính năng thông minh. Ở đây thì mình có thể xin lướt nhanh một số cái tính năng gọi là đặc trưng và thông minh ở trên SEM. Thứ nhất là cái phần quản lý cam store là cho phép quản lý độc lập, nghĩa là anh em là có thể quản lý cam riêng và store riêng. Và khi store có vấn đề thì anh em là chỉ cần tạo lại store thôi chứ không cần phải lên lại cam nữa. Đấy, thì nó tiết kiệm rất nhiều cái công sức để lên cam cho anh em seller. Đấy. Và cái chức năng tạo store mới thì cũng rất là nhanh, đơn giản, thì trong vòng 1 phút là xong thôi. Thì sau khi tạo xong gắn domain vào là chạy. Đấy, và anh em có thể gắn rất nhiều domain vào. Đấy. Và trên SEM thì sẽ cho là tùy chọn là anh em có thể là hiển thị là một hoặc nhiều cam, hoặc là hiển thị cả một cái collection lên store, hoặc là đơn giản là chọn là hiển thị toàn bộ cam trong tài khoản lên store luôn. Đấy, thì khi mà tạo store mới thì cũng chỉ đơn giản đấy là mình chọn một vài option là có thể là đã bán được luôn rồi. Và ngoài ra thì SEM cũng sẽ cho cái tùy chọn là hiển thị những cái cam có sẵn ở trên marketplace của SEM. Thì anh em nào mà chưa có thiết kế hoặc là ngại tạo cam thì có thể là đơn giản là kéo
chọn hiển thị những cam trên marketplace của Sen về để bán. Đấy. Thì ngay lập tức là đã có store để bán được luôn. Thì mình chỉ cần đơn giản mình chọn những cái collection mà mình, những cái nick mà mình đang chạy để mình kéo về thôi. Đấy. Và cũng thể là tùy chọn là bán chéo những cái cam trên Sen, có nghĩa là cam listing trên store thì vẫn là cam của anh em. Đấy, nhưng mà cái cam bán chéo, có nghĩa là khi mà khách người ta vào người ta mua cái cam chính thì là sẽ chọn bán chéo là những cái cam ở trên marketplace. Thì khi mà chọn là bán chéo trên marketplace thì hệ thống của Sen ấy sẽ dựa trên những số liệu bán hàng thực tế thì có thể lựa chọn những cam phù hợp nhất để bán chéo cùng. Thì cái này nó cũng sẽ thường là hiệu quả hơn nếu mà cái store của anh em mà nó ít sản phẩm, ít cam, thì nếu mà có chọn bán chéo những cái cam trên marketplace thì thường nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì trên đấy thì cái lượng cam nó nhiều, và hai nữa là hệ thống cũng đã biết là những cam nào mà khách hàng người ta quan tâm nhiều, người ta mua nhiều thì để bán chéo cùng. Ngoài ra thì là có cái phần review, thì là trên Sen là cái review cũng tổ chức là được chia sẻ trên marketplace luôn, thì anh em nào store mới thì cũng thể là đơn giản là chọn là hiển thị những cái review được chia sẻ trên marketplace về, thì ngay lập tức là đã có blog review luôn rồi, thì không phải là import hay là kiểm tạo review fake nữa. Thì cái này cũng giúp cho anh em là tiết kiệm thời gian, mà hai nữa là cái review trên Sen là review thật từ khách, nên là nó cũng sẽ hiệu quả hơn cái việc anh em là tạo review fake hoặc import review ở bên ngoài vào. Rồi những cái tính năng thông minh liên quan đến cái việc là upline mã giảm giá tự động, hoặc là cho phép là gắn cái mã giảm giá ở trên cái link chạy cam ấy, thì khi mà khách người ta click vào là hệ thống sẽ tự động upline cái coupon code luôn cho khách. Đấy. Rồi là có các chức năng liên quan đến theo dõi cái album check out, thì anh em vào store thì có thể là nhìn thấy được những cái đơn mà khách người ta bỏ đơn. Đấy. Thì có thể xem luôn là xem là tại sao khách bỏ đơn, rồi là hệ thống đã gửi email chưa, đã gửi SMS chưa. Thì tới đây chúng tôi sẽ cho phép là anh em là theo dõi luôn cái lịch sử, cái hoạt động của khách trên trang luôn. Có nghĩa là khi khách bỏ đơn anh em vào thì biết là khách vào từ đâu, click trên gọi là click vào những cái button hay là đã nhập những thông tin gì. Đấy. Thì khi mà check out thì là đã thao tác những gì trên cái trang check out đấy, và tại sao mình có thể hình dung là tại sao khách đã bỏ đơn, và sẽ có thông tin chi tiết là lý do là khách tại sao lại bỏ đơn luôn. Đấy, ví dụ là khách nhập thẻ là chưa đúng, hay là khách cái thẻ khách nó bị hết tiền nhà đấy, thì chúng tôi cũng sẽ có những log chi tiết thì để anh em có thể theo dõi được thông tin là những cái đơn mà bị abandon. Đấy, thì anh em có thể là tối ưu hoặc là tìm cách để mà giảm thiểu cái tỷ lệ đơn mà khách gọi là bỏ đơn đấy. Thì bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chức năng để tự động gửi album check out email rồi SMS. Cái này thì lúc nãy là My cũng vừa chia sẻ, thì cái này cũng rất là hiệu quả. Đấy. Và ngoài ra thì cái phần cái trang thank you cũng như là cái order confirmation, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái tính năng để mà tặng cái mã giảm giá cho khách ở những đơn tiếp theo, cũng như là có những cái upsell cross sell ngay trong cái trang thank you, cũng như là cái trang email confirm gửi cho khách. Thì cái việc này nó cũng sẽ giúp là khách sau khi mua cái đơn đầu tiên xong thì sau này thì họ cũng nếu mà cảm thấy là có nhu cầu thì họ sẽ quay lại, họ mua tiếp những cái sản phẩm tiếp theo. Đấy, họ sẽ có thể sử dụng cái mã giảm giá được tặng thì để họ quay lại họ mua hàng. Thì cái này cũng sẽ giúp để kéo khách quay lại cũng rất là tốt. Thì đấy là những cái tính năng cũng rất là hữu dụng và thông minh ở trên store của Sen. Thì ngoài ra thì hiện tại là chúng tôi cũng đã có những tính năng để hỗ trợ anh em là chạy custom store. Đấy, thì hiện tại thì trên Shopee thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chính sách và những cái giới hạn. Thì chúng tôi cũng mới là đưa ra cái tính năng là cho anh em chạy custom store thì tự cắm cổng, thì lúc đấy là cái việc anh em chạy nó cũng sẽ linh hoạt hơn. Đấy, thì những tính năng liên quan custom store thì thứ nhất là cho phép là gắn đồng thời nhiều domain vào store này, thì anh em có thể là chạy cũng cùng một store đấy nhưng rất nhiều domain khác nhau, thì để anh em có thể là tối ưu về mặt gọi là traffic cũng như là về mặt rủi ro của domain. Đấy. Và chúng tôi cho phép là hỗ trợ cắm cổng riêng. Đấy, thì khi mà anh em cắm cổng riêng này thì là toàn bộ tính năng ở trên platform vẫn được
cũng như là vẫn tận dụng được toàn bộ những tính năng trên platform. Thì từ là support full fill đến những cái review upsell cross-sell này kia thì là vẫn đầy đủ hết, chỉ là anh em cắm cổng riêng mà anh em chạy thôi, thì cũng không phải là setup gì nhiều cả. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái chế độ là bật proxy để hỗ trợ là bảo vệ store, thì làm sao hạn chế gọi là tối đa cái rủi ro khi mà anh em đang chạy mà bị report hay là cái domain hay là hot nó bị block, thì trên xe chúng tôi đã cho những cơ chế là bật proxy lên thì được giảm thiểu cái rủi ro khi mà tự nhiên đang chạy mà bị block store lại. Rồi là các cơ chế về hỗ trợ xoay vòng cổng. Đấy, thì khi mà anh em chạy store riêng này thì tốt nhất là có thể đăng ký nhiều cổng và chia nhiều cổng ra, thì thứ nhất là nó chia cái dòng tiền ra thì giảm thiểu cái rủi ro về mặt dòng tiền khi mà một cái cổng bị block, cổng thanh toán bị block thì là anh em vẫn có thể xoay sở được. Đấy. Rồi là chúng tôi cũng hỗ trợ là proxy cái check out luôn. Thì ví dụ khi anh em gắn nhiều cổng vào thì thường ví dụ anh em mà gắn nhiều cổng của store thì ví dụ domain có vấn đề ấy, thì là sẽ chết chùm luôn, toàn bộ cổng sẽ chết luôn. Mà chúng tôi sẽ cho phép là cái tính năng là gắn là proxy check out, ví dụ là anh em có thể cấu hình là cổng A là sẽ check out qua cái domain A, cổng B qua domain B. Thì chẳng may cái domain A nó bị vấn đề thì nó chỉ chết cái cổng A thôi, còn cái cổng B nó đang proxy qua domain B thì nó không bị ảnh hưởng. Đấy, còn nếu mà mình cắm nhiều cổng một domain mà cái domain này nó có vấn đề thì nó sẽ gọi là chết trùng luôn, chết tất luôn. Đấy, thì đây là những cái tính năng mà bên Sen là cũng phát triển để hỗ trợ anh em cắm cổng riêng và chạy là hạn chế rủi ro một cách tối đa. Thì tiếp theo là về cái dịch vụ fulfill, thì trên Sampin thì hiện tại là cũng có cái dịch vụ fulfillment, thì chúng tôi đã cố gắng là làm sao để mà mang lại cái dịch vụ nó tốt nhất, và cái phần quản lý rồi là xử lý đơn, quản lý checking nó tiện nhất cho anh em. Thì ở trên xem thì anh em có thể là tạo đơn fulfill thông qua dashboard hoặc là import CSV, hoặc là có thể tích hợp API với các cái hệ thống store có sẵn của anh em thì để nó đẩy đơn fulfill qua Sampin. Thì về phần fulfill thì hiện tại chúng tôi cũng đang nâng cấp để triển khai để là có những cái tính năng nó tốt hơn cho anh em. Thì tiếp theo là về cái phần marketplace và sale, thì hiện tại là trên sale thì store của sale cũng hỗ trợ rất tốt về sale. Thì hiện tại là chúng tôi cũng đang phát triển những tính năng sale trong marketplace của sale, và đồng thời là anh em có thể tận dụng những tính năng đấy trên store riêng của anh em luôn. Đấy. Thì thứ nhất là về phần upload, thì chúng tôi hỗ trợ upload thì để anh em thể upload thiết kế lên một cách nhanh chóng và đơn giản. Thì store fan thì hỗ trợ sale rất mạnh, thì hiện tại là những anh em mà chạy store fan của sale ấy thì cũng đều nhận xét là cái sale của sale nó rất là tốt. Và trên marketplace của sale thì hiện tại là những cái campaign đưa lên cũng đang đều được Google index và xuất hiện cái thông tin ở trên cái kết quả search cũng rất là nhanh chóng. Đấy. Thì cái việc mà hỗ trợ sale ấy thì hiện tại chúng tôi cũng đã có những cái tính năng rất là hay để mà hỗ trợ cho sale, ví dụ như cái phần là nội dung động. Thì đây anh em thể thấy là cái thông tin của một cái trang nội dung này thì nó sẽ dựa vào cái tham số được điền vào trong trên URL. Thì một cái trang nội dung động này thì khi mà cấu hình xong thì anh em có thể tùy biến nhập bất kỳ cái tên nào vào chẳng thế, thì nội dung của trang nó sẽ thay đổi luôn. Đấy, ví dụ là đây tôi nhập David vào thì cái trang này nó sẽ được tùy biến cái nội dung dành cho là David. Đấy, thì tất cả những cái mockup cũng như cái nội dung là sẽ được hiển thị. Thì anh em thể nhập đổi bất kỳ cái tên nào vào thì nó đều là tùy biến cái nội dung theo như cái tham số được truyền vào trên URL. Thì cái cơ chế này sẽ giúp cho anh em mà tạo ra được gọi là vô số các cái nội dung khác nhau tùy vào cái thị trường cũng như là cái content mà anh em muốn triển khai. Đấy. Đấy, tiếp theo là cái phần gọi là cái phần đây là cái phần tùy biến nội dung này, còn một cái phần nữa là nội dung động. Nội dung động này thì là nó cho phép anh em tạo ra những cái trang content động dựa theo cái nhu cầu tìm kiếm của khách. Đấy. Ví dụ trên xem hiện tại chúng tôi đang có khoảng 1 triệu campaign thì sẽ dựa vào cái nhu cầu tìm kiếm của khách mà chúng tôi sẽ tạo ra những cái trang động khác nhau. Đấy, thì đây là một cái trang ví dụ là yoga t-shirt này. Đấy, thì nó dựa trên là cái việc là khách hàng người ta tìm kiếm cái từ khóa là yoga.
đấy, và t-shirt đấy, thì ở đây chúng tôi có thể là tùy biến cái nội dung là sang yoga hoodie chẳng hạn. Thì ngay lập tức hệ thống sẽ tạo ra một cái trang nội dung mới về yoga hoodie đấy. Thì khi mà cung cấp cái cơ chế tùy biến nội dung này thì anh em có thể là đơn giản là thay đấy, thì anh em có thể thay nội dung vào dựa theo cái gọi là cái nhu cầu của khách ấy. Đấy thì anh em ví dụ là làm xe hoặc là chạy về GMC thì cũng có thể là xem là khách hàng người ta quan tâm cái gì nhiều thì mình phải tùy tạo ra những cái trang nội dung theo đúng như cái nhu cầu của khách, thì để mà mình tối ưu về cái mặt SEO. Ok, thì thực ra là ở trên SEO thì cũng có rất nhiều những cái tính năng khác, thì để mà trình bày trong buổi hôm nay thì cũng rất là khó, thì tôi chỉ xin gọi là điểm qua những cái tính năng nổi bật nhất thôi. Đấy, còn thì về kế hoạch phát triển của SEO này thì tới thì chúng tôi đang triển khai để tích hợp với các cái nền tảng khác như là Amazon SC, thì để anh em có thể là đồng bộ đơn và quản lý đơn một cách nó tiện lợi hơn. Đấy, và chúng tôi sẽ có kế hoạch để bổ sung rất nhiều những cái mẫu mới. Đấy, thì mẫu có mẫu rồi là những cái mẫu có background thì để nó đa dạng hơn và tạo cái sự gọi là hứng thú hơn cho khách hàng, và cũng sẽ cho phép anh em có thể là upload cái mẫu riêng của mình lên. Đấy. Và ngoài ra thì chúng tôi đang tích hợp một cái hệ thống personalize gọi là full option luôn, thì để anh em nào mà chạy chuyên sâu về personalize thì cũng có những công cụ để mà có thể là chạy những cam chuyên biệt về personalize. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có kế hoạch để mà triển khai cho phép anh em là có thể tạo những store độc lập, thì anh em có thể là tự quản lý sản phẩm rồi là tự fulfill, thì đây là một cái giai đoạn tiếp theo của SEM, thì để hỗ trợ anh em có thể là chủ động hơn trong cái việc bán hàng. Đấy, thì đấy là một số những cái sắp tới của SEM. Còn về cái tầm nhìn của Champion ấy, thì chúng tôi thì cũng xác định là sẽ phát triển Champion nó là một cái platform all in one, thì cung cấp đầy đủ những cái công cụ, những dịch vụ cho anh em. Đấy, thì để anh em làm sao thì chỉ đơn giản là tập trung vào việc lên ý tưởng bán hàng thôi, còn thì chúng tôi sẽ vận hành từ A đến Z, từ việc support khách hàng, fulfill, chăm sóc hàng, làm sao để kéo hàng quay lại. Đấy, rồi xin review là kia, thì tất cả mọi cái thì Champion sẽ lo, và anh em sẽ chỉ đơn giản là lo lên ý tưởng rồi là chạy ad thôi. Và sứ mệnh của Champion là sẽ làm sao phục vụ được hàng triệu khách hàng và hàng nghìn seller, thì phấn đấu là đến từ giờ đến năm 2025 thì có thể là đạt được cái doanh số là 100 triệu đô một năm. Đấy, thì cũng rất hy vọng là được sự đồng hành của anh em, thì để là Champion có thể đạt được những cái mục tiêu và những cái tầm nhìn của mình. Đấy. Thì cũng rất cảm ơn anh em thì là đã có cái sự lựa chọn và đồng hành cùng xem trong thời gian qua. Đấy, thì mọi người cũng thường nói là sự lựa chọn đúng thì quan trọng hơn là nỗ lực, thì đôi khi chúng ta nỗ lực mà lựa chọn sai thì nó cũng không ra kết quả. Thì cũng là rất là hy vọng là khi mà anh em lựa chọn xem thì là đấy một lựa chọn đúng đắn và sẽ giúp anh em là có những cái sự phát triển đột phá trong cái thời gian tới. Thì rất là xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Hải ạ. Qua phần chia sẻ về các tính năng mới của Champion vừa rồi thì em biết là mọi người có nghe, tuy nhiên thì có thể là không nhớ được hoặc có nhiều rất là nhiều câu hỏi. Tuy nhiên thì món cũng đã lên bàn rồi, và ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc hẹn vào lúc 8:30 tại tầng 1 của khách sạn này luôn. Thì anh Hải có một buổi cà phê để nói chuyện cũng như là để giải đáp thắc mắc của anh chị em. Nếu như tối nay chúng ta không có thời gian để hỏi và nghe anh Hải giải đáp thì có thể 8:30 ngày mai. Tập trung tại tầng 1.